Xin chào bà con, hôm nay tiếp tục với cái chuyên mục đi quay bán nhà đất chính chủ thì anh em tôi đưa mọi người đến tham quan một cái căn nhà ở tại đường Đào Tông Nguyên, nó là thuộc hẻm nha. Chỗ này thì hai hẻm, nhà cô Phụng, cái hẻm này thì nó được khoảng độ 1m8, có chỗ rộng 2m4. Nó đi ra đầu này thì cái hẻm bên này thì nó chỉ được đường xe máy thôi, nó đi đều thông ra đường Đào Tông Nguyên nha. Cách đường Đào Tông Nguyên đường nhựa chỉ khoảng độ 150m và căn này hướng Tây Bắc nha. Quy cách của nó một trệt một lầu và diện tích của nó là mặt tiền là 3m1 và nó nở hậu ra 4m1, nó dài 15m. Tổng diện tích sàn của cái lô này nó được khoảng độ 86m và diện tích công nhận trên bản vẽ được bộ địa chính đã công nhận cho cô đang sử dụng là 50,6m nha. Đó, căn này một trệt Đấy, một đấy, lầu. Cái này hiện tại thì đồ đạc nó hơi nhiều nên là nhìn nó hơi bề bộn một đó. xíu nha. Và Tại tất vì cả bên này thì cô ấy, cái nhà này thì cô bây giờ cô đang muốn chuyển về trên khu vực quận 4 để cho cái công việc đi lại làm việc của các con của cô nó thuận lợi. Ở cái khu vực phòng ngủ nó khoảng được 11 m2, và bên này cái này cô cũng ở rất là lâu rồi, hiện tại những cái lô bên cạnh thì có sổ hồng hết rồi nha. không có một vài căn thôi con, Dạ, chứ toàn những bộ là không có. tức là bây giờ thì đang chờ, Những nếu mà khi nào lên quận ấy, thì thành phố sẽ cho những cái hộ dân ở đây đã sử dụng trước năm 2008 thì sẽ được cập nhật bản vẽ rồi thì được cấp sổ hồng nha. đúng Đây là cái rồi, khu vực, cái sân sau tôi sẽ đưa mọi người lên tham quan cái gác lửng này. Trên này thì cũng cô cũng thiết kế được cô đang dọn dẹp một phòng ngủ. Không sao cô, ai mua cái căn này thì phù hợp với những cái người mà cái tài chính nó cũng vừa phải. Đó, cô đang mong muốn bán với cái mức giá là 2 tỷ, 2 tỷ mốt thì còn thương lượng. Đây là cái phòng mà gác lửng này, nó được khoảng 14 m2, tức là được có 4 nhân mấy 4,5 nha, chờ chờ hơi lâu 16 m ạ. Đây là cái phòng toilet này, đấy ông toilet ở cứ đằng sau. Chung là cái nhà này cũng cô cũng xây sửa và dựng từ những năm 2010, 2012 nên là nó cũng hơi cũ rồi. Nhưng mà vẫn sử dụng ok. nhưng mà Trần thì cũng có đóng mấy cái trần nhựa vào đây, cũng có bộ cái sân loa phơi kia đằng cũng sau này. đang xài, tại Hướng vì ông mặt bên đây chính mới là mở Bắc cái Tây mấy Bắc. cái kéo kéo là Đó, ông có còn mua đằng không? sau là Nam Đông Nam nha. Dạ ông chờ chút Trên nha, này có một phòng nữa em này. tôi đang bán nhà Tôi sẽ đưa mọi người lên. nha. Hiện tại thì của mình cô đang ở đây. Cô ấy đang muốn chuyển về quận 4 trên nhà đó cho các con cô ấy đi làm cho nó tiện. Trên này còn một phòng ngủ lớn này. Đó, thực ra thì căn này khoảng độ tỷ 8, tỷ 9 thì cũng giao dịch được rồi, vì giấy tờ nó chưa có sổ hồng, chứ nếu có sổ hồng rồi nó có giá 2 tỷ 8, 2 tỷ rưỡi đó. Nhưng mà tôi nghĩ chắc khoảng tỷ 8 là giao dịch được. Đây là cái sân vườn này, sân vườn đằng trước này cô cũng ốp lát hết rồi nhưng mà đang dọn dẹp cho nên nó hơi bề bộn một xíu nha. Hướng Bắc Tây Bắc, từ đây di chuyển ra chỉ đúng cách hai cái nhà là ra cái mặt đằng trước là cái cột điện mọi người nhìn kìa, là cái đường Đào Tông Nguyên đó, 8 mét đường bê tông nhựa nha. Đây, cách bờ sông khoảng độ 200 mét và cách cái khu vực đường Huỳnh Tấn Phát đi khoảng độ một cây rưỡi thôi là ra được đường Huỳnh Tấn Phát nha. Đó, đây là cái khu vực phòng gym ngày trước con của cô ở bên này. Đó, Trên này có toilet riêng, chỗ này là tổng cộng cũng được 3 phòng ngủ á, ba phòng ngủ với ba toilet 3 phòng ngủ 3 toilet. Cô ở trong đây từ năm nào cô nhỉ? 2007 2007. Đi, mình đi xuống dưới. Được rồi, đó, bên ngoài cái quay này hơi bừa quay bộn. rồi, con quay trên đấy rồi. Quay nhà này hơi bừa bộn một xíu do cô đang dọn đồ để chuyển đi chỗ khác. Đã được cấp số nhà chưa cô? Có rồi nhưng mà mấy ổng chưa có đưa, À, có số nhà rồi. có số nhà rồi mà mấy ổng chưa có đưa cho mình. Rồi, lúc không có đồ nhà mênh mông luôn á. Vâng. Tại có đồ bừa cô đang dọn đồ đạc ấy cô. 50. Ui, cái này nó phải được 120 mét sàn sử dụng á. Cái số điện thoại con là 000 mà. Vâng, nãy là số điện thoại của con đấy. Cô ngồi ghế đi cô. Để cô lấy cái viết, cô viết đi rồi cái gì. Cô nói nó. Con đọc đang đọc. 0931 cô ạ. 777. 000. 200. Vâng, 200. Con tên Còn hai gì số con tên Huy ạ. để lát có cái gì Dạ. cô liên liên lạc với Cái nhà này là cô ở từ những năm 2007 rồi cô. nó. 07 là về đây. Nhưng mà cái biên bản cấp số nhà với cái bản vẽ nãy cô bạn ấy gửi là mình đã được phường với xã người ta đã cấp số nhà cho rồi. Nói ngay có số nhà là mới ổng làm tiền, Dạ. nguyên cái khu này đâu có số nhà À, nguyên đâu. số là nhà này bên này cháu chưa thấy được cấp, có mặt ngoài cái thì có rồi. Có Là ở đây thì cháu mình đã tra quy hoạch thì ở bên này là khu quy hoạch khu dân cư nha. Những cái lô cách đây 3 4 lô thì đã có những cái lô có sổ rồi và đã được quy hoạch đất phủ hồng hết đó, đất ở tại nông thôn. Còn những cái lô như thế này
Thì hiện tại muốn lên được thổ cư thì chắc phải chờ khi nào mà huyện Nhà Bè, Đại Trà lên quận. Không, Sau bữa hôm nay ổng kêu nộp giấy tờ liên quan nhà cửa, nộp lên xã hết rồi. thế cô nộp chưa? Rồi, cô nộp rồi. À thì khi mình nộp rồi thì chắc là đợi nhà nước người Đợi ta hả? cho có cái chủ trương cho những cái hộ dân nào mà ở trước năm 2008 á, đó, ổn định lâu Cô dài không tranh chấp. 2007. Cô ở từ 2007. Nhưng mà 2007 cô ở cái nhà này thì ngày đấy cô có bạn mua của người trước có lập vi bằng gì không? Chưa. Không có lập vi bằng gì Ông à? chủ đất. À chủ đất ở đây Chủ à? đất đây mua bán gì ổng ra mặt. Và Ổng nói bà cứ mua bán gì tôi sẽ xác nhận cho bà cho. là sẽ Nguyên cái khu đất này là của ổng hết. nguyên khu này là của ông đấy, Của ông hết, sáu khu. sáu Ông cua. Dạ, con lên là con biết nguyên khu đất này là đều giấy tờ tay hết, giấy tờ tay. mà mua bán gì thì kêu ổng. Và Ổng cho cô cái giấy là coi như là một cái sổ đỏ nè, sổ cái sổ sổ đồ sổ đỏ sổ nè, sổ chính nhé. sổ chính đó, dạ coi như sổ chính nó bự lắm, ổng đâu có dạ đưa cho mình được. và Dù mình mua ở cái góc nào thì ổng photo cái góc đó ổng đưa cho mình thôi và đó, thì nói giờ con hiểu chứ gì dạ đó. Dù cái giấy tờ mua bán dạ với bản vẽ dạ vậy thôi chứ đâu có cái gì, và tại mua bán là cô ra phường xã mà. và thì nguyên khu này thì hiện tại thì đều đang là tình trạng là giấy tờ tay đó, mua với chủ đất ở đời đầu tiên, và khu được này thì đang được cấp số nhà. Tuy nhiên là mua bán bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ đi lập vi bằng đó, sang tên chủ đất sẽ ra ký, cái chủ sở hữu hiện tại là cô Phụng đây, cô sẽ sang ký sang tên cho chúng ta, rồi đợi khi nào mà nhà nước có cái đợt được cấp sổ hồng Đại Trà cho khu vực này cũng như là lên quận thì chắc chắn là khu vực này sẽ được lên sổ thổ cư cũng như là ra ra sổ riêng, với điều kiện là không có tranh chấp phát sinh trong thời gian ở cũng như là cái luật đất đai vậy. Những cái nhà dân ở đây ở trước năm Nhưng 2008 thì con biết được. không, dãy nhà trước có số, số nhà chứ mà cũng giấy tờ tay. Dạ, đằng trước cũng vậy, cái mặt tiền của cái hẻm đằng trước. Cũng giấy tờ tay, Dạ. chỉ có một vài nhà có sổ là người ta ở đây kỳ cù như bên đây nè, Vâng. nó có sổ đỏ Có chứ sổ đỏ không, rồi. đỏ thôi chứ không phải hồng. Thằng dân người ta ở đây À thì con tra quy hoạch thì nhà bên này là đã có bản vẽ, có số thử tờ với còn thử bản đồ rồi. nhà bên đây á, thì lúc đó là diện tích nhà cô chưa làm được, diện tích Dạ. bên đây nó 100 mấy chục mét nó Vâng. làm được. Cái thằng mua nhà nó làm, Dạ. nó chạy tiền thế nào được đó cô không biết, Dạ. nó làm xong nó mới ngắt ra 2 căn Dạ, bán. đó, thì nó ngắt 2 căn nó bán. Thì nhà bên đây còn toàn bộ là giấy tờ tay hết, Toàn bộ giấy tờ tay. chỉ có nhà này với nhà này có thôi Nhưng mà đợt này cô định mà bán này, cô về quận tư của ở đó. Thì cô đang dọn lên quận tư đó hả? Dạ. để Thôi ở trên đấy cho nó gần. cho đau bệnh cho nó tiện. Mỗi À lần bữa cô bệnh ở đây mà tụi nó sợ quá, có mình cô ở nhà, dạ. Dạ. nó nói thôi lên trên đó thì mẹ đi bệnh viện nó gần hơn, Vâng. với ở trên đó có vợ nó chở, Vâng. nó gần Cũng cho tiện. nhà vợ nó, có dụng vợ nó chạy Đúng qua rồi, đúng rồi. Giờ đây mình lớn xế tuổi. tuổi đi làm, có mình cô cứ gọi nhà Đấy. mình nè, mẹ có chuyện gì tụi con cũng biết Đúng rồi, cho giờ mình nên lớn tuổi rồi, phải về mấy đó. con cháu cho nó có chỗ dựa. lúc Đêm hôm lúc ốm trước đau còn mưa gió. còn còn chú á, Dạ. thì chú không chịu đi, mà Dạ. giờ ổng hết rồi, nói thôi bố mất rồi mẹ theo tụi con đi Vâng, thôi cũng phải đó. vay nên vậy đấy Ổng bà. ổng dân Hải Phòng mà, À dạ. ổng bắt bắt 75. Bắc 75 à? Dạ. Cô cũng bắt Sau sau giải phóng á. cô cũng bắt, nhưng mà cô bắt bắt 54. 54 à? Dạ. Vâng. Ổng 79 ổng vô đây, Vâng. ổng làm Dạ. đó. Thì cháu sẽ về cho biên tập lại cái video, sẽ để số điện thoại của cô với cái bản vẽ trên cái video. Nếu mà có ai có nhu cầu quan tâm đến cái nhà diện tích 50,6 mét vuông hướng Tây Bắc, một trệt, một lầu, hai một lầu của nhà cô Phúc, thì bên này thì tất cả bên này đều đang là giấy tờ tay và công chứng lập vi bằng nha, chứ không có sổ hồng. Đợi 1 năm, 2 năm hoặc là 5 năm tới khi mà nhà nước có chủ trương cấp sổ Đại Trà cho khu vực này thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái sổ riêng. Ở bên này nếu mà bây giờ hiện tại có sổ riêng thì cái lô đất này có cái giá trị giao dịch ở mức khoảng độ 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 8 Hai nha. mấy đứa con nè, cách đây 1 căn Dạ. nó mua 2,6 tỷ, 2 tỷ 6. mà nó có giấy, Có giấy. mà Dạ. nhà nó bằng nhà cô, Vâng. nó mua bán không có đóng một cái cột luôn, À vâng. nó chỉ dựng sắt vô, Vâng. dựng sắt của cột nó xây lên thôi. Vâng. Thì Nhà nó thua nhà cô thua nhà xa, cô nhưng mà diện cái tích. là nó có giấy, Dạ. diện tích nó có 11 mét. Vâng. Thì cô ở đây được xài đến Để 15 mét còn đã hậu. lát ra cô chỉ cho, Dạ. nó mua 2,6 nhà Vâng. đó. Thì ai có nhu cầu quan tâm đến cái lô đất này thì chúng ta có thể mua về là sửa sang lại một xíu nữa, sơn sửa lại Sơn tầm 5 sửa 70 rồi. triệu là ở đẹp rồi. Và đây nó cũng là trung tâm của huyện Nhà Bè rồi, ngay xã Phú Xuân, chỗ cách ủy ban xã Phú Xuân chỉ mất khoảng độ 2 cây rưỡi thôi nha. Tôi sẽ kết thúc cái video ở đây, và mọi người có cần có nhu cầu quan tâm thì hãy inbox gọi điện cho cô Phụng, tôi sẽ để số điện thoại của cô Phụng vào trong cuối video. Đằng trước này nha, hẻm là 3 mét nha, đường bê tông nhựa và cách cái đường trục chính khoảng độ 180 mét thôi, ra đến đường hẻm của đường Đào Tông Nguyên nha.
Xin chào quý vị các bạn nha, xin chào.